ngày 36, được tạo dựng cho một sứ mệnh. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Đức Giêsu. Bạn được tạo dựng cho một sứ mệnh. Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới và muốn bạn tham gia với Người. Chỉ định này được gọi là sứ mệnh của bạn. Thiên Chúa muốn bạn vừa có một sứ vụ trong thân thể Đức Kitô, vừa có một sứ mệnh trong thế giới. Sứ vụ là phục vụ những anh chị em tín hữu, và sứ mệnh là phục vụ những người chưa tin. Chu toàn sứ mệnh của bạn trong thế giới là mục đích thứ năm Thiên Chúa dành cho đời bạn. Sứ mệnh đời bạn vừa mang tính chia sẻ, vừa có tính riêng biệt. Một phần là trách nhiệm của bạn cùng có chung với mọi Kitô hữu, và phần khác là trách nhiệm riêng của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cả hai phần trong các chương tiếp theo. Trong tiếng Anh, từ ngữ sứ mệnh bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là sai đi. Là Kitô hữu bao gồm việc sai đi vào thế giới với tư cách người đại diện Đức Giêsu Kitô. Ngài nói: "Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Đức Giêsu hiểu rõ sứ mệnh của Ngài trên trần gian. Và tuổi 12, Ngài đã nói: "Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Và 21 năm sau, khi hấp hối trên thánh giá, Ngài nói: "Thế là đã hoàn tất." Hai lời này đóng khung cuộc sống tốt lành có đích hướng của Ngài. Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha trao. Sứ mệnh của Đức Giêsu lúc Ngài còn trên trần gian, giờ đây là sứ mệnh của chính chúng ta, bởi chúng ta là thân thể Ngài. Những gì Ngài đã thực hiện với thân xác thể lý của mình, nay là những gì chúng ta phải tiếp tục trong thân mình thiêng liêng của Ngài, tức là Hội Thánh. Sứ mệnh đó là gì? Dẫn dắt người ta đến với Chúa. Kinh Thánh nói: "Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải." Thiên Chúa muốn cứu con người khỏi Satan và giao hòa họ với Người, để rồi chúng ta có thể hoàn thành năm mục đích Người nhắm khi tạo dựng chúng ta: để yêu mến Người, để trở nên thành viên của gia đình Người, để nên giống Người, để phụng sự Người và để nói cho người khác biết Người. Một khi chúng ta thuộc về Thiên Chúa, Người sẽ dùng chúng ta để đến với những người khác. Người cứu chúng ta và rồi sai chúng ta đi. Kinh Thánh nói: "Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy." Chúng ta là những sứ giả của tình yêu và là sứ giả của những mục đích Thiên Chúa dành cho thế gian. Tầm quan trọng của sứ mệnh. Hoàn tất sứ mệnh đời bạn trên trần gian là cốt lõi của việc sống cho vinh quang Thiên Chúa. Kinh Thánh dẫn chứng một vài lý do cho thấy tại sao sứ mệnh của bạn lại quan trọng đến thế. Sứ mệnh của bạn tiếp nối sứ mệnh của Đức Giêsu trên trần gian. Là những người theo Chúa, chúng ta tiếp tục những gì Đức Giêsu đã khởi sự. Ngài mời gọi chúng ta không chỉ đến với Ngài, nhưng còn ra đi cho Ngài. Sứ mệnh của bạn quan trọng đến nỗi Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại điều đó đến 5 lần, theo 5 cách khác nhau trong 5 cuốn sách của Kinh Thánh: Matthew, Marco, Luca, Gioan, Công vụ các tông đồ. Như thể Ngài đang nói: "Ta thật sự muốn con ghi nhớ điều này." Hãy nghiên cứu 5 mệnh lệnh của Đức Giêsu, bạn sẽ biết rõ những chi tiết sứ vụ của bạn trên trần gian. Lúc nào, ở đâu, tại sao và cách nào. Trong lệnh truyền cao cả của Ngài, Đức Giêsu nói: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Lệnh truyền cao cả được gửi đến tất cả những ai theo Đức Giêsu, chứ không chỉ gửi đến các chủ chăn hay các nhà truyền giáo. Đây là lệnh truyền của Ngài dành cho bạn, và bạn không có quyền chọn lựa thi hành hay không thi hành. Đây không phải là lời đề nghị long trọng, mà là lệnh truyền. Nếu bạn là thành phần của gia đình Thiên Chúa, sứ mệnh của bạn mang tính bắt buộc, bỏ qua nó sẽ là bất tuân. Có thể bạn không ý thức việc Thiên Chúa còn trao cho bạn trách nhiệm với cả những người chưa tin đang sống chung quanh. Kinh Thánh nói, nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Bạn là Kitô hữu duy nhất mà một số người biết, và sứ mệnh của bạn là chia sẻ Đức Giêsu cho họ. Sứ mệnh của bạn một đặc ân tuyệt vời. Dẫu đó là một trọng trách, nhưng đó còn là vinh dự vô biên khi được Thiên Chúa sử dụng. Thánh Phaolô nói, mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Sứ mệnh của bạn bao gồm hai đặc ân cao cả: hoạt động với Chúa và đại diện cho Người. Chúng ta là đồng sự của Chúa trong việc xây dựng vương quốc Người. Thánh Phaolô gọi chúng ta là những cộng sự viên được cộng tác với Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta, đặt chúng ta trong gia đình Ngài, ban cho chúng ta Thánh Thần và rồi làm chúng ta trở thành những đại diện của Ngài trong thế giới. Thật là một đặc ân lớn lao. Kinh Thánh nói, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Trình bày cho người khác cách thức họ có thể đạt đến sự sống đời đời là điều cao cả nhất bạn có thể làm cho họ. Nếu người hàng xóm của bạn bị ung thư hoặc sida và bạn biết phương pháp ngăn ngừa bệnh, thì sẽ là tội ác nếu bạn không cho họ biết những thông tin cứu sống đó. Tệ hơn khi bạn giấu kín những con đường dẫn đến tha thứ, mục đích đời người, sự bình an và sự sống đời đời. Chúng ta có một tin mừng lớn nhất trần gian, và chia sẻ tin mừng đó là điều tốt lành nhất mà bạn có thể làm cho bất cứ ai. Một vấn đề mà các Kitô hữu kỳ cựu hay gặp phải là họ quên mất những người không biết Chúa phải cảm thấy tuyệt vọng biết bao. Hãy nhớ rằng, dẫu xem ra họ thỏa mãn và thành công đến đâu, nhưng nếu không biết Đức Kitô, họ vẫn hư mất trong tuyệt vọng và đi đến chỗ chia cắt đời đời khỏi Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ. Mọi người đều cần đến Đức Giêsu. Sứ mệnh của bạn có ý nghĩa đời đời. Sứ mệnh của bạn sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác. Thế nên, sứ mệnh đó quan trọng hơn bất cứ công việc, thành quả hay mục tiêu nào mà bạn đạt được trong cuộc sống trần gian này. Hoa trái từ sứ mệnh của bạn thì muôn đời còn mãi, những kết quả từ công việc của bạn thì không. Bạn sẽ không làm một công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập một tương giao đời đời với Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao chúng ta phải cấp bách thi hành sứ mệnh. Đức Giêsu nói, chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm việc được. Đồng hồ đang điểm dần thời gian còn lại của sứ mệnh đời bạn. Đừng trì hoãn một ngày nào nữa. Ngay bây giờ, bạn hãy bắt đầu thi hành bằng cách đến với những người khác. Chúng ta sẽ có cả đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta đem về cho Chúa. Nhưng chúng ta chỉ có một đời để tìm kiếm họ. Điều này không có nghĩa là bạn bỏ hết công việc,
để trở thành một người rao giảng phúc âm trọn thời gian. Chúa muốn bạn chia sẻ tin mừng dù bạn ở đâu, là một sinh viên, một bà mẹ, một giáo viên mẫu giáo, một người buôn bán, một người quản lý hay bất cứ một công việc nào bạn đang làm. Bạn phải không ngừng tìm kiếm những người Chúa đặt để trên đường đời mà với họ bạn chia sẻ tin mừng. Sứ mệnh của bạn đem lại ý nghĩa cuộc sống. William James nói, sử dụng cuộc sống cách tốt nhất là dùng cuộc sống cho một điều gì đó trường tồn lâu hơn chính nó. Sự thật là chỉ có vương quốc của Thiên Chúa mới trường tồn. Mọi sự khác rốt cuộc rồi sẽ tiêu tan. Đó là lý do chúng ta phải sống một cuộc đời được định hướng có mục đích. Một đời gắn bó với việc thờ phượng, tình thân ái, trưởng thành thiêng liêng, thi hành sứ vụ và hoàn tất sứ mệnh trên trần gian. Kết quả của những công việc này sẽ tồn tại muôn đời. Nếu không chu toàn sứ mệnh Chúa trao trên trần gian, bạn sẽ lãng phí cả cuộc đời Chúa bạn. Thánh Phaolô nói, nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ đã nhận được từ Đức Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Có những người trên hành tinh này chỉ một mình bạn mới có thể tiếp xúc được nhờ vào môi trường bạn đang sống và nhờ vào những gì Chúa ban riêng cho bạn. Nếu chỉ có một người nhờ bạn mà được lên thiên đàng, thì bạn cũng đã tạo được một khác biệt trong cõi đời đời. Hãy ngước mắt nhìn cánh đồng sứ vụ chung quanh bạn và cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã đặt ai trên đường con đi để con nói về Đức Giêsu cho họ. Thời điểm chung kết lịch sử của Thiên Chúa liên hệ tới việc hoàn tất sứ mệnh của chúng ta. Ngày nay, người ta khá quan tâm đến việc Đức Kitô đến lần thứ hai và ngày tận thế. Khi nào điều đó xảy ra? Ngay trước khi Đức Giêsu lên trời, các môn đệ đã hỏi Ngài cùng một câu đó và câu trả lời của Ngài khá rõ ràng. Ngài nói, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Khi các môn đệ muốn đề cập đến các lời tiên tri, Đức Giêsu đã nhanh chóng chuyển cuộc đối thoại sang đề tài rao giảng tin mừng. Ngài muốn họ tập trung vào sứ mệnh của mình trong thế giới. Ngài chỉ nhắm điều cốt yếu. Các chi tiết về việc trở lại của Thầy không phải là việc của anh em. Việc của anh em là sứ mệnh Thầy trao. Hãy tập trung vào đó. Suy đoán về ngày giờ chính xác cuộc trở lại của Đức Giêsu thật vô ích, vì Ngài đã nói, còn về ngày hay giờ đó không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Vì Ngài đã nói chính Ngài cũng không biết, tại sao chúng ta phải nhọc công tính toán? Điều chúng ta biết chắc là Đức Giêsu sẽ không trở lại cho đến ngày mà mọi người Chúa muốn họ được nghe loan báo tin mừng, được nghe tin mừng. Ngài nói, tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bấy giờ sẽ là tận cùng. Nếu bạn muốn Đức Giêsu trở lại sớm hơn, hãy tập trung hoàn thành sứ mệnh của bạn, chứ không phải suy tính lời các tiên tri. Chúng ta dễ sao lãng và đi chệch sứ mệnh của mình vì Satan muốn bạn làm mọi việc khác, ngoại trừ việc chia sẻ niềm tin. Nó sẽ để bạn làm mọi việc tốt lành bao lâu bạn không đưa được một ai lên thiên đàng với bạn. Nhưng khi bạn nghiêm túc với sứ mệnh, hãy biết rằng tên quỷ sẽ tung ra mọi thứ để làm bạn chệch hướng. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ lại lời Đức Giêsu: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa.
giá phải trả để hoàn tất sứ mệnh. Để hoàn thành sứ mệnh, phải bỏ lịch trình riêng và chấp nhận lịch trình của Thiên Chúa dành cho đời bạn. Bạn không thể nhồi nhét thêm mọi thứ khác vốn bạn cũng thích làm trong đời mình. Bạn phải nói như Đức Giêsu: Lạy Cha, xin đừng làm theo ý con mà là theo ý Cha. Bạn hãy trao cho Ngài mọi quyền hạn, ngưỡng vọng, ước mơ, kế hoạch và tham vọng của bạn. Hãy ngưng cầu nguyện với những lời cầu vị kỷ như: Xin Chúa chúc lành những gì con muốn thực hiện. Thay vào đó hãy thưa: Xin giúp con thực hiện những gì Chúa đang chúc lành. Hãy trao cho Chúa tờ giấy trắng với chữ ký của bạn bên dưới để xin Người điền vào các chi tiết bên trên. Kinh Thánh nói: Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Nếu quyết tâm hoàn tất sứ mệnh đời mình bất chấp mọi giá phải trả, bạn sẽ cảm nghiệm được phúc lành của Chúa theo những cách thức mà không mấy người đã cảm nhận được. Hầu như Thiên Chúa không bao giờ từ chối một điều gì với những ai cam kết dấn thân phụng sự vương quốc Người. Đức Giêsu hứa: Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Thêm một người nữa cho Đức Giêsu: Cha tôi là một mục sư đã hơn 50 năm phục vụ, hầu hết là ở những xứ nhỏ vùng quê. Là một người giảng thuyết đơn sơ, nhưng ông là một người hết lòng với sứ mệnh. Công việc ông yêu thích là đem những nhóm tự nguyện ra ngoại quốc để xây dựng nhà thờ cho những cộng đoàn nhỏ. Cả cuộc đời, cha tôi đã xây được hơn 150 nhà thờ trên toàn thế giới. Năm 1999, cha tôi qua đời do ung thư. Tuần cuối cùng, cơn bệnh khiến ông nửa tỉnh nửa mê, gần như suốt 24 giờ mỗi ngày. Khi mê sảng, ông nói lớn những gì đang mơ. Ngồi bên giường ông, tôi đã học được rất nhiều bằng cách chỉ lắng nghe những gì cha tôi nói trong mơ. Ông nhớ lại từng dự án nhà thờ, hết cái này đến cái kia. Chiều tối trước khi qua đời, đang khi vợ tôi, đứa cháu gái và tôi đứng bên cạnh, thình lình cha tôi trở nên nhanh nhẹn và cố bước ra khỏi giường. Dĩ nhiên ông quá yếu và vợ tôi nài nỉ ông nằm xuống, nhưng ông vẫn cố đứng lên. Cuối cùng vợ tôi hỏi: Jimmy, cha muốn làm gì? Ông trả lời: Phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Và ông bắt đầu lặp đi lặp lại câu ấy. Suốt một giờ trước khi tắt hơi, ông lặp lại câu đó có lẽ hơn cả trăm lần. Phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Ngồi cạnh giường ông, nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi cúi đầu cảm đội ơn Chúa vì lòng tin của cha tôi. Lúc ấy, ông với tới, đặt bàn tay lạnh lẽo trên đầu tôi và nói như thể đang ủy thác cho tôi: Con phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Con phải cứu thêm một người nữa cho Đức Giêsu. Tôi quyết định coi đó là mục tiêu trong những ngày còn lại của đời mình. Tôi cũng mời bạn coi đó như là tâm điểm của đời bạn. Bởi không gì sẽ tạo nên một khác biệt lớn lao hơn thế đối với cuộc sống vĩnh cửu. Nếu muốn được Thiên Chúa sử dụng, bạn phải quan tâm những gì Chúa quan tâm. Điều Người quan tâm nhất là ban ơn cứu độ cho tất cả những ai Người đã dựng nên. Người muốn tìm những con cái của Người đã bị lạc mất. Với Thiên Chúa không gì quan trọng hơn điều đó, thập giá đã chứng minh. Tôi cầu nguyện để bạn cũng luôn nóng lòng tìm thêm một người nữa cho Đức Giêsu, để rồi ngày kia khi đứng trước nhan Chúa, bạn cũng có thể nói: Sứ mệnh đã hoàn tất. Ngày 36, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: Tôi được tạo dựng cho một sứ mệnh. Câu Kinh Thánh để nhớ: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con
và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Câu hỏi để nghiền ngẫm: sợ hãi nào ngăn cản tôi hoàn tất sứ mệnh Chúa muốn tôi chu toàn khi Người dựng nên tôi? Điều gì cản trở tôi chia sẻ tin mừng cho những người khác? Ngày 37, chia sẻ sứ điệp cuộc sống của bạn. Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói thêm nữa. Chúa đã ban cho bạn một sứ điệp cuộc sống, đó là câu chuyện để bạn thuật lại. Khi đã trở nên tín hữu, bạn cũng trở nên sứ giả của Thiên Chúa, người muốn nói với thế giới ngang qua bạn. Thánh Phaolô nói: được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Người trong Đức Kitô. Bạn có thể cảm thấy bạn không có gì để chia sẻ, nhưng thực ra đó là điều ma quỷ đang cố tình làm bạn lặng thinh. Bạn có cả một kho tàng kinh nghiệm mà Chúa muốn sử dụng để đem những người khác về trong gia đình Người. Kinh Thánh nói: ai tin vào Con Thiên Chúa thì có lời chứng ấy nơi mình. Sứ điệp cuộc sống của bạn gồm 4 phần. Lời chứng của bạn: câu chuyện về cách thức mà bạn bắt đầu đời sống thân tình với Đức Giê-xu. Những bài học cuộc sống của bạn: những bài học quan trọng nhất mà bạn học được từ nơi Thiên Chúa. Những say mê thánh thiện của bạn: những điều Chúa muốn mà bạn say mê và để tâm nhất. Tin mừng: sứ điệp cứu rỗi. Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm chứng từ của bạn. Chứng từ của bạn là câu chuyện về cách thức Đức Kitô đã biến đổi đời bạn. Thánh Phêrô nói: chúng ta được chọn lựa bởi Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Đây là cốt lõi của việc làm chứng. Cách đơn sơ, bạn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về việc bạn nhận biết Chúa. Nơi tòa án, người ta không trông một nhân chứng tranh cãi vụ việc, chứng minh sự thật hoặc đòi tuyên án. Đó là việc của luật sư. Các nhân chứng chỉ cần tường thuật lại những gì đã xảy ra với họ hoặc những gì họ thấy. Đức Giê-xu nói: anh em sẽ là nhân chứng của Thầy, chứ không nói anh em là những người biện hộ cho Thầy. Ngài muốn bạn chia sẻ câu chuyện đời bạn cho những người khác. Chia sẻ chứng từ của bạn là một phần cốt yếu sứ mệnh của bạn trên trần gian, bởi vì nó độc nhất. Không có câu chuyện nào giống câu chuyện đời bạn, vì thế chỉ có bạn mới có thể kể về nó. Nếu bạn không nói ra, nó sẽ mãi mãi mất đi. Bạn không phải là một học giả kinh thánh, nhưng bạn là người có thẩm quyền trên cuộc đời mình, và thật không dễ gì để tranh cãi với những kinh nghiệm cá nhân. Thật vậy, chứng từ của cá nhân bạn hiệu lực hơn một bài giảng, bởi vì người chưa tin nhìn các chủ chăn như những người bán hàng chuyên nghiệp, nhưng nhìn bạn như một khách hàng hài lòng. Đối với họ, bạn đáng tin hơn. Những câu chuyện mang tính cá nhân cũng dễ gần gũi với người khác hơn là những nguyên tắc, và người ta thích nghe những câu chuyện đó. Chúng được chú ý và người ta nhớ chúng lâu hơn. Những người chưa tin hẳn sẽ chẳng hứng thú nếu bạn bắt đầu bằng việc trích dẫn lời các nhà thần học, nhưng tự nhiên họ sẽ hiếu kỳ về những kinh nghiệm mà họ chưa từng trải qua. Những câu chuyện kể bắc một nhịp cầu tương giao, trên đó Đức Giê-xu có thể bước từ lòng bạn sang lòng họ. Một giá trị khác của chứng từ nơi bạn là nó có thể vượt qua những rào cản tri thức. Nhiều người vốn không chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh
thường dễ lắng nghe một câu chuyện khiêm tốn có tính cách riêng tư. Đó là lý do trong 6 lần khác nhau, Thánh Phaolô dùng chứng từ của Ngài để chia sẻ tin mừng thay vì trích dẫn Kinh Thánh. Kinh Thánh nói, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Cách tốt nhất để sẵn sàng là bạn hãy viết ra những chứng từ của bạn và học thuộc những điểm chính. Hãy chia nó làm 4 phần. 1. Trước khi gặp Đức Giê-xu, cuộc sống tôi thế nào? 2. Làm sao tôi biết tôi cần Đức Giê-xu? 3. Tôi cam kết đời tôi với Đức Giê-xu thế nào? 4. Đức Giê-xu đã thực hiện biến đổi nào trong đời tôi? Dĩ nhiên, bên cạnh câu chuyện cứu rỗi của mình, bạn có nhiều chứng từ khác nữa. Bạn có một câu chuyện cho mỗi kinh nghiệm. Trong đó, Thiên Chúa cứu giúp bạn. Bạn hãy viết ra một danh sách các biến cố, hoàn cảnh, các cơn khủng hoảng mà qua đó bạn được Thiên Chúa cứu thoát. Sau đó, hãy tinh tế sử dụng câu chuyện nào gần gũi nhất với người bạn chưa biết Chúa của bạn. Những hoàn cảnh khác nhau cần đến những chứng từ khác nhau. Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm những bài học cuộc sống. Phần thứ hai của sứ điệp đời bạn là những chân lý bạn học từ nơi Thiên Chúa qua những kinh nghiệm bạn có với người. Đây là những bài học và những hiểu biết bạn học được từ Thiên Chúa, từ các mối tương quan, các biến cố, các cơn cám dỗ và những khía cạnh khác của cuộc sống. David đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Buồn thay, chúng ta không học được bao nhiêu từ những gì đã xảy đến cho mình. Về những người Do Thái, Kinh Thánh nói, đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Có lẽ bạn đã từng gặp những người như thế. Thật khôn ngoan khi học biết từ kinh nghiệm bản thân, nhưng khôn ngoan hơn khi biết học hỏi từ kinh nghiệm của người khác. Sẽ không bao giờ bạn đủ thời giờ để học biết mọi điều trong cuộc sống bằng thử nghiệm và vấp váp. Chúng ta phải học từ những bài học cuộc sống của nhau. Kinh Thánh nói, đối với kẻ biết nghe, lời trách cứ của người khôn tựa nhẫn vàng hay kiềng vàng hảo hạng. Hãy viết ra những bài học chính yếu của đời mình để bạn có thể chia sẻ cho người khác. Hãy biết ơn Salomon vì ông đã để lại cho chúng ta 2 sách châm ngôn và giảng viên với rất nhiều bài học thực tiễn trong cuộc sống. Bạn thử tưởng tượng bao thất đoạt không cần thiết vốn có thể tránh khỏi nếu chúng ta biết học hỏi từ những bài học cuộc sống của nhau. Người trưởng thành phát huy thói quen rút ra những bài học từ kinh nghiệm mỗi ngày. Tôi khuyến khích bạn lập một danh sách những bài học cuộc sống của mình. Bạn thật sự không ngẫm nghĩ chúng nếu như bạn không viết chúng ra. Dưới đây là một vài câu hỏi gợi ý giúp bạn bắt đầu. Chúa dạy tôi điều gì từ thất bại? Chúa dạy tôi điều gì từ việc thiếu hụt tiền bạc? Chúa dạy tôi điều gì từ đau khổ, u buồn và chán nản? Chúa dạy tôi điều gì từ việc phải đợi chờ? Chúa dạy tôi điều gì từ bệnh tật? Chúa dạy tôi điều gì từ thất vọng? Chúa dạy tôi điều gì từ gia đình, cộng đoàn, các mối tương quan, nhóm nhỏ của tôi và từ những người phê phán tôi? Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm việc bạn chia sẻ những say mê thánh thiện của mình. Chúa là một Thiên Chúa say mê, người tha thiết yêu thích một số điều này và cũng chê ghét một số điều kia. Một khi bạn trở nên gần gũi với người hơn, người sẽ ban cho bạn niềm say mê một điều gì đó cũng là điều người nặng lòng. Để rồi bạn là người nói thay cho người trong thế giới. Đó có thể là niềm say mê về một công việc, một mục đích, một nguyên lý hay một nhóm người. Dẫu đó là gì đi nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy bị thôi thúc nói về nó và làm những gì có thể để tạo nên một sự đổi mới. Bạn không thể nói về những gì bạn ưu tư nhất.
Đức Giê-xu nói, lòng có đầy miệng mới nói ra. Hai mẫu gương cho chúng ta là David, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Và Jeremia, lời ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt, con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được? Thiên Chúa ban cho một số người một niềm say mê thánh thiện nào đó để cổ vũ một mục tiêu. Thông thường đó là một vấn đề mà cá nhân họ đã trải qua, chẳng hạn lạm dụng, nghiện ngập, son sẻ, chán nản hoặc một khó khăn nào đó. Đôi khi Chúa ban niềm say mê cho một số người để họ nói thay cho một nhóm người khác vốn không thể tự mình nói ra. Các thai nhi, những người bị bách hại, người nghèo, các tù nhân, người bị đối xử tệ bạc, những người bất hạnh và những ai không được xét xử công minh. Để bảo vệ những người cô thế cô thân, Kinh Thánh có rất nhiều lệnh truyền. Thiên Chúa dùng những con người nhiệt thành để mở rộng vương quốc người. Người có thể ban cho bạn niềm say mê thánh thiện để lập một cộng đoàn mới, củng cố các gia đình, tài trợ cho việc dịch Kinh Thánh hoặc huấn luyện các nhà lãnh đạo Kitô. Có thể bạn được ban tặng niềm say mê tốt lành, đem tin mừng cho những nhóm người đặc biệt, những người kinh doanh, thanh thiếu niên, sinh viên ngoại quốc, các bà mẹ trẻ, hoặc những người có một sở thích đặc biệt hay một môn thể thao nào đó. Nếu bạn cầu xin, Chúa sẽ để cho bạn nặng lòng về một quốc gia hay một nhóm thổ dân nào đó vốn đang cần một chứng từ Kitô giáo mạnh mẽ. Thiên Chúa ban cho chúng ta những niềm say mê khác nhau để bất cứ điều gì người muốn thực hiện trong thế giới này đều được hoàn thành. Bạn đừng ước mong những người khác có cùng niềm say mê như bạn. Thay vào đó, bạn phải lắng nghe và coi trọng sứ điệp cuộc sống của người khác, bởi vì không ai nói hết được. Đừng bao giờ coi thường niềm say mê tốt lành của người khác. Kinh Thánh nói, được người ta tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt. Sứ điệp cuộc sống của bạn còn có cả tin mừng. Tin mừng là gì? Trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Tin mừng chính là khi chúng ta tin rằng ân sủng của Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta ngang qua những gì Đức Giê-xu đã làm. Tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta sống có mục đích và được hứa ban một nơi cư ngụ trên thiên đàng. Có cả hàng trăm cuốn sách thế giá hướng dẫn cách chia sẻ tin mừng. Tôi có thể cung cấp cho bạn danh sách những cuốn vốn hữu ích cho tôi. Nhưng tất cả việc huấn luyện trên thế gian này sẽ không thôi thúc bạn làm chứng cho Đức Giê-xu cho đến khi bạn thấm nhuần 8 niềm xác tín đã nói trong chương trước. Điều quan trọng nhất là bạn phải học yêu thương những người hư mất như Chúa yêu thương. Thiên Chúa không bao giờ dựng nên một người mà người đã không yêu thương. Đối với người, mọi người đều quan trọng. Đức Giê-xu dang rộng đôi tay trên thập giá. Ngài như đang nói, Thầy yêu chúng con nhiều như thế này. Kinh Thánh nói, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy thờ ơ với sứ vụ của mình trong thế giới, hãy dành một khoảng thời giờ để suy gẫm những gì Đức Giê-xu đã làm cho bạn trên thập giá. Chúng ta phải nặng lòng với những người chưa tin, vì Chúa rất quan tâm đến họ. Tình yêu không cho phép chọn lựa. Kinh Thánh nói, tình yêu không biết sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Cha mẹ sẽ chạy vào một căn nhà đang cháy để cứu con mình, vì tình yêu dành cho con lớn hơn nỗi sợ hãi của họ. Nếu bạn ngần ngại chia sẻ tin mừng cho những người chung quanh, hãy cầu xin Chúa đổ đầy lòng bạn tình yêu thương họ.
Kinh Thánh nói, Chúa không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Bao lâu bạn còn biết một người chưa biết Đức Kitô, bạn phải liên lỉ cầu nguyện cho họ, phục vụ họ trong yêu thương và chia sẻ tin mừng cho họ. Bao lâu còn một người trong cộng đồng bạn chưa thuộc về gia đình Thiên Chúa, cộng đoàn của bạn phải không ngừng tìm đến với họ. Cộng đoàn nào không muốn tăng trưởng là cộng đoàn đang nói với thế giới lời này: các người có thể xuống hỏa ngục. Bạn sẽ sẵn sàng làm gì để những người mà bạn quen biết được lên thiên đàng? Mời họ đến nhà thờ, chia sẻ câu chuyện đời bạn, tặng họ cuốn sách này, mời họ một bữa ăn, cầu nguyện cho họ mỗi ngày cho đến khi họ được cứu độ. Cánh đồng, sứ mệnh của bạn chính là môi trường chung quanh bạn. Đừng bỏ lỡ những cơ hội Chúa ban cho bạn. Kinh Thánh nói, anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài, hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Có ai được lên thiên đàng nhờ bạn không? Có ai trên thiên đàng sẽ đến nói với bạn rằng, cảm ơn anh, chị, phải chăng nhờ sự ân cần của anh chị đã chia sẻ tin mừng cho tôi nên tôi được ở đây? Thử tưởng tượng niềm vui khi chào đón những người trên thiên đàng, những người mà bạn đã giúp đỡ để họ có mặt ở đó. Ơn cứu độ đời đời của một linh hồn thì quan trọng hơn bất cứ điều gì bạn có thể thành đạt trong cuộc đời này, vì chỉ con người mới tồn tại mãi mãi. Với cuốn sách này, bạn đã học biết 5 mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn trên trái đất này. Người tạo thành bạn để bạn là một thành viên của gia đình người, một kiểu mẫu của chính người, một bài tán dương của vinh quang người, một sứ giả của ân sủng người, và là một thông tín viên của tin mừng người đến với người khác. Trong 5 mục đích này, mục đích thứ 5 chỉ có thể được thực hiện trên trần gian. Bạn sẽ tiếp tục hoàn thành 4 mục đích kia trong cõi vĩnh cửu theo một cách nào đó. Đó là lý do tại sao rao giảng tin mừng quan trọng đến thế. Bạn chỉ có một thời gian ngắn để chia sẻ sứ điệp đời mình và hoàn thành sứ mệnh của bạn. Ngày 37, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: qua tôi, Thiên Chúa muốn nói một điều gì đó với thế giới. Câu Kinh Thánh để nhớ: hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Câu hỏi để nghiền ngẫm: khi tôi ngẫm nghĩ câu chuyện đời mình, Chúa muốn tôi chia sẻ nó với ai? Ngày 38, trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Sứ vụ cao cả là sứ vụ của bạn. Bạn có quyền lựa chọn, hoặc sẽ là một Kitô hữu đẳng cấp thế giới, hoặc sẽ là một Kitô hữu thế tục. Các Kitô hữu thế tục tìm kiếm Thiên Chúa cốt để đạt được những thành tựu cá nhân. Họ đã được cứu độ nhưng vẫn quy về bản thân. Họ thích tham dự những buổi hòa nhạc và những khóa hội thảo làm giàu tri thức, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp họ trong một khóa hội thảo truyền giáo, bởi họ chẳng quan tâm. Lời cầu nguyện của họ tập trung vào những nhu cầu riêng, những phúc lành, hạnh phúc của họ. Đó là một đức tin ưu tiên tôi trước. Chúa có thể làm cho cuộc sống của tôi thoải mái hơn thế nào? Họ muốn sử dụng Thiên Chúa cho những mục đích của mình, thay vì được sử dụng cho những mục đích của người. Trái lại, các Kitô hữu đẳng cấp thế giới biết rằng họ được cứu độ để phục vụ và được tạo dựng cho một sứ mệnh. Họ nóng lòng lãnh nhận trách vụ và hân hoan vì đặc ân được Thiên Chúa sử dụng. Các Kitô hữu đẳng cấp thế giới là những người duy nhất sống động tràn đầy trên hành tinh này. Niềm vui, lòng tự tin và nhiệt thành của họ
dễ lây lan bởi vì họ biết họ đang tạo nên một sự đổi thay. Mỗi sáng thức dậy, họ ước ao Thiên Chúa hoạt động ngang qua họ trong những cách thức tươi mới. Bạn thích trở nên hạng Kitô hữu nào đây? Thiên Chúa mời gọi bạn dự phần vào một công việc cao cả nhất, bao la nhất, đa dạng nhất và ý nghĩa nhất trong lịch sử vương quốc Người. Lịch sử là câu chuyện của Người. Người gây dựng gia đình Người cho đời đời. Không gì quan trọng hơn và không gì tồn tại lâu dài hơn. Từ sách Khải Huyền, chúng ta biết sứ mệnh toàn cầu của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất. Một ngày nào đó, mệnh lệnh cao cả sẽ là sự hoàn tất cao cả. Ngày kia trên thiên đàng, một đoàn người không đếm được từ mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ sẽ đứng trước Đức Giêsu Kitô để phụng thờ Ngài. Dấn thân như một Kitô hữu đẳng cấp thế giới sẽ cho phép bạn cảm nghiệm trước đôi chút về thiên đàng. Khi Đức Giêsu nói với những kẻ theo Ngài, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Điều đó xem ra quá sức đối với nhóm người Palestine nhỏ bé nghèo hèn kia. Phải chăng họ phải đi bộ hay cưỡi trên những con vật chậm chạp? Đó là tất cả phương tiện họ có, và lúc đó chưa có tàu biển, nên thực sự có những ngăn trở vật lý cho việc đến với toàn thể thế giới. Ngày nay, chúng ta có máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, xe buýt, xe hơi. Thế giới trở nên nhỏ bé và như co rút lại mỗi ngày. Bạn có thể bay vượt đại dương trong vài giờ và nếu cần trở về nhà ngày hôm sau. Cơ hội dành cho những người Kitô hữu bình thường dấn thân vào các sứ vụ truyền giáo ngắn hạn trên khắp thế giới có thể nói là vô hạn. Mọi chân trời góc biển đang mở ra cho bạn. Chỉ cần báo với ngành du lịch, chúng ta không thể bào chữa nếu không loan báo tin mừng. Giờ đây với Internet, thế giới càng nhỏ hơn. Thêm vào điện thoại và fax, bất cứ tín hữu nào kết nối Internet cũng có thể trao đổi với những người khác ở mọi quốc gia trên thế giới. Cả thế giới đang nằm trên đầu những ngón tay bạn. Ngay cả nhiều làng mạc xa xôi cũng có điện thư, nên giờ đây bạn có thể thực hiện những cuộc nói chuyện truyền giáo điện thư với những con người ở phía bên kia trái đất mà không cần ra khỏi nhà. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ việc chu toàn sứ mệnh đến với toàn thể thế giới lại dễ dàng như thế. Các rào cản lớn không còn là khoảng cách, tốn kém hay di chuyển. Rào cản duy nhất là lối suy nghĩ. Để trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ, quan điểm và thái độ của bạn phải thay đổi. Làm cách nào để suy nghĩ như một Kitô hữu đẳng cấp thế giới? Hãy chuyển từ lối suy nghĩ quy về mình sang lối suy nghĩ quy về người khác. Kinh Thánh nói, thưa anh em, về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con, nhưng phải là người trưởng thành. Đây là bước đầu tiên để trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới. Trẻ con chỉ nghĩ đến mình, người trưởng thành nghĩ đến người khác. Thiên Chúa đòi hỏi, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Dĩ nhiên, đây là một điều khó vì tự nhiên chúng ta dễ quy về mình và hầu như tất cả quảng cáo đều khuyến khích mọi người nghĩ đến bản thân. Phương thế duy nhất chúng ta có thể thay đổi lối suy nghĩ này là từng bước nương tựa vào Thiên Chúa. May thay, người không để chúng ta chiến đấu tự sức mình. Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí xuất phát từ Thiên Chúa để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn biết nghĩ đến nhu cầu thiêng liêng của những anh chị em chưa tin mỗi khi nói chuyện với họ. Bằng cách tập luyện, bạn có thể phát triển thói quen đọc thầm những lời cầu nguyện theo hơi thở cho những người mình gặp. Hãy nói, lạy Chúa, xin giúp con hiểu những gì đang ngăn trở người này nhận biết Chúa. Mục đích của bạn là xem coi họ đang đứng ở đâu trên bước đường thiêng liêng và làm bất cứ những gì có thể
để đem họ đến gần với việc biết Đức Kitô hơn. Bạn có thể bắt chước phương pháp của Thánh Phaolô, người đã nói: cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi riêng cho tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Hãy chuyển từ lối suy nghĩ cục bộ sang lối suy nghĩ toàn cầu. Chúa là Thiên Chúa hoàn vũ, người luôn để tâm đến toàn thể thế giới. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi từ ban đầu Thiên Chúa đã muốn những thành viên gia đình người đến từ mọi quốc gia. Kinh Thánh nói: từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. Toàn cầu hóa, nhiều quốc gia trên thế giới đã nghĩ đến. Những hãng truyền thông và những tổng công ty lớn nhất đều là các tổ chức đa quốc gia. Cuộc sống của chúng ta đã dần dần hòa nhập với cuộc sống của những con người thuộc các quốc gia khác, từ thời trang, giải trí, âm nhạc đến thể thao và ngay cả các đồ ăn nhanh. Có lẽ hầu hết những trang phục mà bạn đang mặc và phần lớn những gì bạn ăn hôm nay đều được sản xuất tại một quốc gia khác. Chúng ta liên đới với nhiều người khác hơn chúng ta tưởng. Những ngày sống thật vui tươi phấn khởi, con số Kitô hữu trên thế giới nhiều hơn bao giờ hết. Thánh Phaolô nói đúng, tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy. Từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì? Cách đầu tiên để bắt đầu suy nghĩ một cách toàn cầu là cầu nguyện cho những quốc gia đặc biệt nào đó. Những Kitô hữu đẳng cấp thế giới cầu nguyện cho thế giới. Hãy có một quả địa cầu hay một bản đồ thế giới và cầu nguyện theo tên các nước. Kinh Thánh nói: con cứ xin rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Cầu nguyện là lợi khí quan trọng nhất đối với sứ mệnh của bạn trong thế giới. Người ta có thể từ chối tình yêu hoặc khước từ sứ điệp, nhưng họ không thể ngăn cản lời cầu nguyện của chúng ta. Như một hỏa tiễn xuyên lục địa, bạn có thể nhắm một lời cầu nguyện đến tâm hồn của một người nào đó khi bạn ở cách họ 10 bộ hay 10.000 dặm. Bạn nên cầu nguyện điều gì? Kinh Thánh nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho có những cơ hội làm chứng, cho được can đảm để nói ra, cho những người sẽ tin, cho sứ điệp được nhanh chóng loan truyền và cho có thêm nhiều thợ gặt. Lời cầu nguyện giúp bạn đồng hành với bao tâm hồn trên toàn thế giới. Bạn còn phải cầu nguyện cho các thừa sai và tất cả những ai đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới. Thánh Phaolô nói với những người cầu nguyện cho Ngài: hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi. Một phương thế khác để phát triển lối suy nghĩ toàn cầu là hãy theo dõi tin tức với những đôi mắt sứ vụ cao cả. Ở đâu có đổi thay hay xung đột, bạn biết chắc rằng Chúa sẽ dùng biến cố đó để đem người ta đến gần người hơn. Con người dễ tiếp nhận Thiên Chúa nhất khi họ căng thẳng hay khi họ đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Do tốc độ biến chuyển ngày càng gia tăng trên thế giới, nên càng ngày càng có nhiều người mở lòng mình lắng nghe tin mừng hơn bao giờ hết. Cách tốt nhất để thay đổi cách suy nghĩ là bạn chỉ cần đứng lên và tham gia một dự án truyền giáo ngắn hạn tại một quốc gia nào đó. Không gì thay thế được việc thực hành. Đó là kinh nghiệm sống thực tiễn trong một nền văn hóa khác. Hãy dừng việc học hỏi và thảo luận về sứ mệnh của bạn. Chỉ cần bắt tay vào việc. Tôi khuyến khích bạn dấn thân đến cùng vào công việc đó. Trong Công vụ Tông đồ chương 1 câu 8, Đức Giê-xu cho chúng ta một phương thức dấn thân. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất.
những kẻ theo Ngài phải tìm đến cộng đồng của mình, Jerusalem, đến với đất nước mình, Jude, đến với các nền văn hóa khác, Samaria, đến với các quốc gia khác, khắp nơi trên thế giới. Hãy lưu ý, sứ mệnh của chúng ta phải làm cùng một lúc, chứ không làm từng bước. Trong khi không phải ai ai cũng được ơn làm thừa sai, thì mọi Kitô hữu đều được mời gọi thực thi sứ mệnh truyền giáo đối với cả bốn đối tượng này theo một cách thức nào đó. Bạn có phải là một Kitô hữu của Công vụ Tông đồ chương 1 câu 8 không? Hãy đặt mục tiêu cho việc tham gia một dự án truyền giáo đối với từng đối tượng đã được nói đến. Tôi khuyến khích bạn dành dụm và làm bất cứ điều gì để có thể tham gia một chuyến truyền giáo ngắn hạn đến các nước khác càng sớm càng tốt. Hầu như mọi tổ chức truyền giáo đều có thể giúp bạn thực hiện điều này. Việc ra đi sẽ giúp bạn mở rộng tâm hồn, mở rộng tầm nhìn, mở rộng niềm tin, đào sâu lòng thương cảm và đổ đầy tâm hồn bạn một niềm vui mà bạn chưa từng cảm nhận. Đây chính là bước ngoặt đời bạn. Hãy chuyển từ lối suy nghĩ ở đây và bây giờ sang lối suy nghĩ đời đời. Để tận dụng tối đa thời gian của bạn trên trần gian, bạn phải luôn có một cái nhìn trong viễn cảnh đời đời. Điều này giúp bạn khỏi quan trọng hóa những vấn đề nhỏ và biết phân biệt điều gì khẩn thiết, điều gì tối hậu. Thánh Phaolô nói, vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta đã phí sức vào những việc mà chỉ một năm sau nó không còn quan trọng, chứ đừng nói đến đời đời. Đừng đổi cuộc đời bạn để lấy những gì tạm bợ chóng qua. Đức Giêsu nói, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyến cáo, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Bạn đang để điều gì cản lối bạn thi hành sứ mệnh? Điều gì đang ngăn cản bạn trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới? Dù đó là gì đi nữa, hãy rũ bỏ nó. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Đức Giêsu bảo chúng ta, hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Làm thế nào để thực hiện điều đó? Một trong những câu nói gây hiểu lầm nhất của Đức Giêsu là, phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Đức Giêsu không có ý nói bạn hãy dùng tiền của mà mua bạn hữu. Điều Ngài muốn nói là bạn hãy dùng tiền của Chúa ban để đem những người khác đến với Ngài. Họ sẽ trở thành những bạn hữu trong cõi đời đời, cũng là những người sẽ chào đón bạn trên thiên đàng. Đó sẽ là sự đầu tư tiền của tốt nhất của bạn. Có lẽ bạn đã từng nghe, bạn không thể mang theo nó. Nhưng Kinh Thánh nói, bạn có thể gửi nó đi trước bằng cách đầu tư vào những người đang đi đến đó. Như vậy, họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật. Để hoàn thành sứ vụ, hãy chuyển từ lối suy nghĩ bào chữa sang lối suy nghĩ sáng tạo. Nếu bạn sẵn sàng, bạn luôn có cách để thực hiện và các tổ chức sẽ luôn giúp bạn. Đây là một vài lối bào chữa thường gặp. Tôi chỉ nói được tiếng Anh. Thực ra đây lại là một lợi thế tại nhiều quốc gia, nơi mà hàng triệu người đang muốn học và nóng lòng thực hành Anh ngữ. Tôi không có gì để cống hiến cả. Có, bạn có chứ. Mọi khả năng và kinh nghiệm nơi bạn đều có thể được sử dụng ở một nơi nào đó. Tôi quá già hoặc quá trẻ. Hầu hết các tổ chức đều có những dự án ngắn hạn phù hợp với từng lứa tuổi. Dù đó là bà Sarah viện cớ mình quá già để Chúa dùng, hay Jeremiah viện cớ là quá trẻ, người vẫn không chấp nhận lời bào chữa. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi,
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Có lẽ bạn tin rằng bạn cần một lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa, và bạn đang chờ một cảm nhận hay một kinh nghiệm siêu nhiên. Vậy mà Thiên Chúa không ngừng lặp đi lặp lại mời gọi đó. Tất cả chúng ta được mời gọi hoàn thành năm mục đích đời mình: để thờ phượng, để sống thân tình, để nên giống Đức Kitô, để phục vụ và để thi hành sứ mệnh với Chúa trong thế giới. Thiên Chúa không chỉ muốn dùng một vài con dân của Người, Người muốn dùng tất cả mọi người. Tất cả chúng ta được kêu gọi để chu toàn sứ mệnh cho Chúa. Người muốn toàn thể hội thánh của Người đem toàn bộ tin mừng đến với toàn cõi thế giới. Nhiều Kitô hữu bỏ qua kế hoạch của Thiên Chúa dành cho đời mình chỉ vì thậm chí họ không bao giờ hỏi Thiên Chúa xem Người có muốn họ dấn thân phục vụ như một thừa sai ở một nơi nào đó không. Hoặc do sợ hãi, hoặc do thờ ơ, cả hai điều này đã tự động đóng kín lòng trí họ trước khả năng họ có thể phục vụ như một thừa sai thường trú tại một khu vực đa văn hóa. Nếu bạn bị cám dỗ nói không, bạn phải coi lại các phương thức và khả năng khác nhau mà bạn đang có. Điều này sẽ làm bạn ngạc nhiên. Và bạn phải nghiêm túc cầu nguyện và hỏi Chúa xem Người muốn bạn làm gì trong những năm sắp tới. Ai cũng biết, trong thời điểm nóng bỏng hiện nay của lịch sử, cần có đến hàng ngàn thừa sai thường trú dấn thân khi bao cánh cửa đang rộng mở như chưa từng thấy trước đây. Nếu bạn muốn nên giống Đức Giêsu, hãy có một tấm lòng cho cả thế giới. Bạn không được phép hài lòng với chỉ gia đình và một số bạn bè đang đến với Đức Kitô. Còn hơn 6 tỷ người trên thế giới, và Đức Giêsu muốn tìm lại tất cả con cái đã hư mất. Ngài nói, quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Sứ vụ cao cả chính là sứ vụ của bạn, và chu toàn phần vụ của mình là bí quyết để cuộc sống có ý nghĩa. Ngày 38, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: sứ vụ cao cả là sứ vụ của tôi. Câu kinh thánh để nhớ: nguyện Chúa Trời vũ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Người. Câu hỏi để nghiền ngẫm: tôi cần phải chuẩn bị những gì để tham gia một cuộc truyền giáo ngắn hạn trong năm tới? Ngày 39, quân bình cuộc sống của bạn. Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Phúc thay ai quân bình, họ sẽ sống lâu hơn mọi người. Một trong những bộ môn của Thế vận hội mùa hè là cuộc thi 5 môn phối hợp. Nội dung 5 môn đó là bắn súng, đấu kiếm, đua ngựa, chạy và bơi. Mục tiêu của vận động viên là phải đạt thành tích ở cả 5 nội dung, chứ không chỉ 1 hoặc 2 môn. Cuộc đời của bạn là một cuộc thi gồm 5 mục đích mà bạn phải giữ quân bình. Các mục đích này đã được thực hành bởi các Kitô hữu đầu tiên trong sách Công vụ Tông đồ chương 2, được Thánh Phaolô giải thích trong thư Ê-phê-sô chương 4, và được Đức Giê-xu làm gương trong Tin mừng Thánh Gioan chương 17. Nhưng chúng được tóm tắt trong điều răn trọng nhất và sứ vụ cao cả của Ngài. Hai câu này cũng tóm tắt toàn bộ nội dung cuốn sách này: 5 mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn. 1. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Bạn được tạo dựng cho niềm vui của Thiên Chúa, nên mục đích của bạn là yêu mến Người qua việc thờ phượng. 2. Yêu người thân cận như chính mình. Bạn được tạo dựng để phục vụ, nên mục đích của bạn
là thể hiện lòng yêu mến những người khác qua việc thi hành sứ vụ. 3. Đi và làm cho họ nên môn đệ. Bạn được tạo dựng để thi hành một sứ mệnh, nên mục đích của bạn là chia sẻ sứ điệp của Thiên Chúa qua việc loan báo tin mừng. 4. Rửa tội cho họ. Bạn được tạo dựng để sống trong gia đình Thiên Chúa, nên mục đích của bạn là nên một với hội thánh người qua sự hiệp thông. 5. Dạy họ làm mọi điều. Bạn được tạo dựng để nên giống Đức Kitô, nên mục đích của bạn là lớn lên đến chỗ trưởng thành qua đời sống của người môn đệ. Bạn sẽ trở nên một Kitô hữu cao cả khi dấn thân trọn vẹn cho điều răn trọng nhất và sứ vụ cao cả. Giữ quân bình năm mục đích này quả là điều không dễ. Tất cả chúng ta có khuynh hướng quá nhấn mạnh đến mục đích mà chúng ta say mê nhất, đang khi sao lãng những mục đích khác. Các cộng đoàn cũng có khuynh hướng đó, nhưng bạn có thể giữ quân bình đời mình và đi đúng hướng bằng cách tham gia vào một nhóm nhỏ. Ở đó, mọi người có trách nhiệm qua việc thường xuyên lượng giá đời sống thiêng liêng của mình, ghi nhận những tiến bộ bản thân trong một nhật ký và chuyển trao những gì bạn đã học được cho những người khác. Đây là 4 hoạt động quan trọng đối với một đời sống được định hướng có mục đích. Nếu bạn nghiêm túc trong việc đi đúng hướng, bạn cần phát triển những thói quen này. Chia sẻ tâm tình với một bạn đồng hành thiêng liêng hay một nhóm nhỏ. Cách tốt nhất để ghi nhớ những nguyên tắc trong cuốn sách này là thảo luận chúng với người khác trong mô hình một nhóm nhỏ. Kinh Thánh nói, sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Chúng ta học được nhiều nhất trong cộng đoàn. Lý trí chúng ta sắc bén và niềm sắc tín của chúng ta nên sâu sắc nhờ các cuộc trao đổi. Tôi tha thiết cổ vũ bạn quy tụ một nhóm nhỏ và làm thành một nhóm đọc sống có định hướng để mỗi tuần đọc lại các chương này. Hãy thảo luận về những bài học và áp dụng trong mỗi chương. Hãy hỏi, vậy thì sao? Và làm gì bây giờ? Điều này có ý nghĩa gì với tôi, gia đình tôi và hội thánh của chúng ta? Tôi sẽ làm gì về điều này? Thánh Phaolô nói, những gì anh em đã học hỏi thì hãy đem ra thực hành. Trong phụ chương 1, bạn sẽ có các câu hỏi thảo luận đã được chuẩn bị cho các nhóm nhỏ hoặc các lớp học ngày Chủ nhật. Một nhóm nhỏ cùng đọc sẽ đem lại những lợi ích mà một cuốn sách tự nó không thể cung cấp. Bạn có thể cho và nhận những ý tưởng phản hồi về những gì bạn học được. Bạn có thể thảo luận những ví dụ trong đời thường. Bạn có thể cầu nguyện, động viên và nâng đỡ nhau như khi bạn bắt đầu sống cho những mục đích này. Hãy nhớ, phải cùng nhau lớn lên chứ không lớn lên riêng lẻ. Kinh Thánh nói, vì thế anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm. Sau khi bạn đã cùng nhóm đọc qua cuốn sách này, bạn có thể tìm đọc thêm những nghiên cứu sống có định hướng dành cho các lớp và các nhóm. Tôi cũng động viên bạn tự học hỏi Kinh Thánh. Tôi đã ghi chú hơn 1.000 câu Kinh Thánh được dùng trong sách này để giúp bạn nghiên cứu trong văn mạch của chúng, để giữ cân đối độ dài của các chương cho phù hợp với việc đọc mỗi ngày. Tôi không thể giải thích văn mạch hấp dẫn của hầu hết các câu Kinh Thánh được dùng. Nhưng nghiên cứu Kinh Thánh thì phải nghiên cứu từng đoạn, từng chương và thậm chí cả cuốn sách. Thường xuyên kiểm điểm đời sống thiêng liêng của bạn. Cách tốt nhất để quân bình năm mục đích đời bạn là hãy tự đánh giá theo định kỳ. Thiên Chúa coi trọng thói quen tự mình đánh giá. Trong Kinh Thánh, ít nữa 5 lần chúng ta được nhắc nhở phải trắc nghiệm và kiểm điểm tình trạng linh hồn mình. Kinh Thánh nói, anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm, anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao? Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này. Để có sức khỏe thể lý, bạn cần đều đặn gặp một bác sĩ. Người có thể thẩm định những dấu hiệu sức khỏe, huyết áp, nhiệt độ, trọng lượng. Với sức khỏe phần hồn cũng vậy.
Bạn cần kiểm điểm đều đặn 5 dấu chứng quan trọng của việc thờ phượng, tình thân hữu, trưởng thành nhân đức, thi hành sứ vụ và sứ mệnh. Jeremia khuyên bảo: mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Đức Chúa. Tại hội thánh Sedelbeck, chúng tôi áp dụng một phương pháp tự đánh giá khá đơn giản, vốn đã giúp hàng ngàn người đi đúng mục đích của Thiên Chúa. Nếu bạn muốn có một bản, hãy gửi thơ cho tôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phương pháp nhỏ bé này giúp bạn biết quân bình cuộc sống, cách lành mạnh và trưởng thành. Thánh Phaolô thúc giục: vậy, nay anh em hãy hoàn thành công việc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tùy khả năng mà hoàn thành như vậy. Viết ra sự tiến triển của bạn trong nhật ký. Cách tốt nhất để củng cố mức tiến triển của bạn trong việc hoàn thành những mục đích Thiên Chúa dành cho đời mình là hãy duy trì việc viết nhật ký thiêng liêng. Đây không phải là nhật ký các biến cố, nhưng là ghi nhận những bài học cuộc sống mà bạn không muốn quên. Kinh Thánh nói: vì thế chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất. Chúng ta nhớ những gì chúng ta ghi. Việc ghi chép làm sáng tỏ những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong đời bạn. Dawson Trotman từng nói: các ý tưởng tự gỡ rối khi chúng đi qua các ngón tay của bạn. Kinh Thánh cũng đưa ra một vài ví dụ về việc Thiên Chúa nói dân người phải duy trì một nhật ký thiêng liêng. Ông Môi-sen ghi lại những điểm khởi hành cho từng chặng đường theo lệnh của Đức Chúa. Đây là những chặng đường của họ dựa theo các điểm khởi hành. Bạn không vui khi Môi-sen vâng lệnh Chúa ghi lại hành trình thiêng liêng của Israel sao? Nếu ông lười biếng, hẳn chúng ta đã mất bao bài học giá trị của biến cố xuất hành. Đang khi nhật ký thiêng liêng của bạn không được đọc rộng rãi như của Môi-sen, nó vẫn quan trọng. Bản dịch New International Version chép rằng: Môi-sen ghi lại những chặng đường trong hành trình của họ. Cuộc đời của bạn là một hành trình, và là một hành trình đáng viết ra. Tôi hy vọng bạn sẽ viết về những chặng đường trong hành trình thiêng liêng của mình khi sống có định hướng. Đừng chỉ viết những gì bạn thích. Như David, bạn cũng viết ra những nghi ngờ, sợ hãi và cả những cuộc chiến đấu với Thiên Chúa. Những bài học lớn nhất của chúng ta đến từ đau khổ, và Kinh Thánh nói Thiên Chúa nhận lấy những giọt nước mắt của chúng ta. Hễ khi nào các biến cố xảy đến, bạn hãy nhớ Thiên Chúa đang dùng chúng để hoàn thành cả 5 mục đích đời bạn. Các biến cố làm bạn tập trung về Thiên Chúa, đem bạn đến gần những người khác trong tình thân, xây dựng những tâm tính nên giống Đức Kitô, tạo cho bạn một cơ hội thi hành sứ vụ, và rồi bạn sẽ có một chứng từ. Mỗi biến cố đều có mục đích của nó. Giữa đau thương, tác giả Thánh Vịnh viết: đời này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Bạn mắc nợ các thế hệ mai sau về việc gìn giữ chứng từ làm thế nào Thiên Chúa đã giúp bạn hoàn thành những mục đích của Người trên trái đất này. Đó là một lời chứng sẽ còn được tiếp tục nhắc đến cả sau khi bạn lên thiên đàng. Hãy chia sẻ những gì bạn biết cho người khác. Nếu bạn muốn tiếp tục lớn lên, cách tốt nhất để học hỏi thêm là chia sẻ những gì bạn học được. Sách Châm Ngôn nói với chúng ta: người rộng lượng được phương phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê. Ai biết chia sẻ những hiểu biết của mình sẽ nhận được nhiều hơn từ Thiên Chúa. Vì đã biết mục đích cuộc sống, nên trách nhiệm của bạn là mang sứ điệp đó cho những người khác. Thiên Chúa đang mời gọi bạn trở nên sứ giả của Người. Thánh Phaolô nói: những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng thì hãy trao lại cho những người tin cần, những người có khả năng dạy cho kẻ khác. Trong cuốn sách này, tôi gửi đến bạn tất cả những gì người khác đã dạy tôi về mục đích cuộc sống. Nay, bổn phận của bạn là làm điều đó cho những người khác.
Có lẽ bạn biết cả trăm người chưa biết đến mục đích cuộc sống. Hãy chia sẻ những chân lý này cho con cái, bạn bè, lối xóm và đồng nghiệp của bạn. Nếu bạn trao cuốn sách này cho một người nào đó, hãy ghi thêm một vài lưu ý riêng của bạn vào trang đề tặng. Bạn càng hiểu biết nhiều, Thiên Chúa càng mong mỏi bạn dùng tri thức đó để trợ giúp những người khác. Thánh Gia-cô-bê nói, vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội. Tri thức gia tăng trách nhiệm, nhưng thông chuyển mục đích cuộc sống thì còn hơn cả một đòi buộc. Đó là một trong những đặc ân cao cả nhất của cuộc đời. Thử tưởng tượng, thế giới sẽ biến đổi biết bao nếu mọi người đều biết mục đích cuộc sống của họ. Thánh Phaolô nói, nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy, thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô Giêsu. Tất cả cho vinh quang Chúa. Lý do chúng ta chuyển trao những gì mình đã học được là vì vinh quang Thiên Chúa và sự lớn lên của vương quốc Người. Đêm trước ngày chịu đóng đinh, Đức Giêsu đã tường trình lại với Chúa Cha: Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Khi thưa lên những lời này, Đức Giêsu chưa phải chết vì tội lỗi chúng ta. Vậy thì Ngài đã hoàn tất công trình nào? Trong trường hợp này, Ngài đang liên tưởng đến một điều gì đó khác hơn là sự cứu chuộc. Câu trả lời nằm ở những gì Ngài nói trong 20 câu sau lời nguyện đó. Đức Giêsu nói với Cha Ngài về những gì Ngài đã thực hiện trong 3 năm cuối đời, chuẩn bị các môn đệ mình sống cho những mục đích của Người. Ngài giúp họ nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, thờ phượng, dạy cho họ biết yêu thương nhau, tình thân ái, trao cho họ lời để họ lớn lên đến chỗ trưởng thành, tình môn đệ, chỉ cho họ cách thức phục vụ, sứ vụ và sai họ đi loan truyền cho những người khác sứ mệnh. Đức Giêsu đã nêu gương sáng về một đời sống theo đúng mục đích, và Ngài cũng dạy cho người khác phương cách sống đó. Đó chính là công trình đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Hôm nay Thiên Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta làm công việc đó. Người không chỉ muốn chúng ta sống cho những mục đích của Người, Người còn muốn chúng ta giúp những người khác sống như thế. Chúa muốn chúng ta dẫn dắt người khác đến với Đức Kitô, đưa họ vào trong sự hiệp thông, giúp họ lớn lên, trưởng thành và khám phá vị trí phục vụ của họ, và rồi cũng gửi họ đến với những người khác nữa. Đây là toàn bộ nội dung đời sống theo đúng mục đích. Dù ở lứa tuổi nào, những ngày đời còn lại có thể là những ngày tháng tốt đẹp nhất của đời bạn, và bạn có thể bắt đầu sống cho mục đích ngay hôm nay. Ngày 39, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: phúc cho ai biết quân bình cuộc sống. Câu kinh thánh để nhớ: anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nít ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Câu hỏi để nghiền ngẫm: một trong bốn hoạt động nào mà tôi sẽ bắt đầu thực hiện để đi đúng hướng và giữ quân bình năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời tôi? Ngày 40, sống theo mục đích. Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn. Vua David phục vụ ý định của Thiên Chúa trong đời ông. Sống theo mục đích là cách thế duy nhất để sống đích thực. Mọi lối sống khác chỉ là sống đơn thuần. Hầu hết mọi người đều thao thức về ba vấn đề căn bản của cuộc sống. Thứ nhất là căn tính, tôi là ai? Thứ hai là tầm quan trọng, tôi có đáng kể không? Thứ ba là ảnh hưởng, đâu là chỗ đứng của tôi trong cuộc đời? Câu trả lời của ba vấn đề đó được tìm thấy trong năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn. Tại phòng tiệc ly, khi kết thúc ngày cuối cùng sứ vụ của Ngài với các môn đệ, Đức Giêsu đã rửa chân cho họ như một mẫu gương và nói: anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Khi biết điều Chúa muốn bạn làm,
Phúc lành sẽ đến trên bạn nếu bạn thực hiện điều đó. Khi chúng ta cùng nhau kết thúc hành trình 40 ngày này, và vì biết được những mục đích Thiên Chúa dành cho đời mình, thì bạn cũng sẽ được chúc phúc nếu bạn thực hiện những mục đích đó. Có lẽ điều này muốn nói bạn sẽ ngưng làm một vài công việc nào đó. Có rất nhiều điều tốt bạn có thể làm trong cuộc sống, nhưng những mục đích của Thiên Chúa là 5 điều quan trọng nhất thì bạn phải làm. Thật không may, chúng ta dễ phân tâm và quên đi những gì quan trọng nhất. Chúng ta dễ sao lãng với những gì đáng kể nhất và từ từ chệch hướng. Để ngăn ngừa điều này, bạn cần có một tuyên ngôn mục đích cuộc sống và thường xuyên ôn đi ôn lại. Tuyên ngôn mục đích cuộc sống là gì? Đó là lời ý lực sống tóm tắt những mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn. Theo cách nói của mình, hãy khẳng định cam kết của bạn về 5 mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn. Một tuyên ngôn mục đích sống không phải là danh sách các mục tiêu. Mục tiêu chỉ tạm thời, mục đích mới là vĩnh cửu. Kinh Thánh nói, chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Đó là lời ý lực sống định hướng đời bạn. Viết ra những mục đích của bạn trên giấy sẽ giúp bạn cách đặc biệt nghĩ đến hướng đi đời mình. Kinh Thánh nói, đường con đi hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Một tuyên ngôn mục đích sống không chỉ nói rõ những gì bạn có ý định làm với thời giờ, cuộc sống và tiền bạc của mình, nhưng còn xác định cả những gì bạn sẽ không làm. Sách Châm Ngôn nói, người hiểu biết chỉ nhắm đến khôn ngoan, còn người ngu để mắt khắp cùng trời cuối đất. Đó là lời ý lực sống xác định thành công cho bạn. Lời đó nói lên những gì bạn tin là quan trọng, chứ không phải những gì thế gian nói là quan trọng. Lời đó làm sáng tỏ những gì là giá trị đối với bạn. Thánh Phaolô nói, điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Đó là lời ý lực sống làm rõ vai trò của bạn. Bạn sẽ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Nhưng các mục đích của bạn thì không bao giờ thay đổi. Chúng lớn hơn bất cứ vai trò nào bạn có. Đó là ý lực sống thể hiện định dạng của bạn. Lời đó phản ánh những đường lối duy nhất Thiên Chúa tạo thành bạn để bạn phụng sự người. Bạn hãy dành thời giờ viết ra tuyên ngôn mục đích sống của mình. Đừng tìm cách làm cho xong, cũng đừng hy vọng thật hoàn hảo ngay bản thảo đầu tiên. Bạn chỉ cần viết xuống thật nhanh các ý tưởng khi chúng vừa xuất hiện. Chỉnh sửa thì luôn dễ hơn sáng tạo. Đây là 5 câu hỏi bạn cần đặt ra khi chuẩn bị viết ý lực sống của mình. 5 vấn đề lớn nhất của cuộc đời. Trung tâm cuộc đời tôi sẽ là gì? Đây là câu hỏi về việc thờ phượng. Bạn sẽ sống cho ai? Bạn sẽ làm gì để xây dựng đời mình? Bạn có thể tập trung cuộc đời mình xoay quanh nghề nghiệp, gia đình, thể thao, thú vui, tiền bạc, vui chơi hay nhiều hoạt động khác. Tất cả đều tốt, nhưng chúng không thể là trung tâm đời bạn được. Không gì mạnh mẽ đủ để nắm giữ đời bạn một khi nó tan vỡ. Bạn cần có một trung tâm không chuyển lay. Vua Asa bảo dân Juda, hãy tìm kiếm Đức Chúa là Thiên Chúa. Thật ra, điều gì nằm ở trung tâm đời bạn? Điều đó làm chủ bạn. Khi bạn dâng trọn đời mình cho Đức Kitô, Ngài sẽ đi vào trung tâm đời bạn. Nhưng bạn phải giữ Ngài ở đó bằng việc thờ phượng. Thánh Phaolô nói, xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Làm sao bạn biết khi nào thì Thiên Chúa ở tại trung tâm đời mình? Người ở đó khi bạn thờ phượng, khi người không ở đó bạn lo âu. Lo âu là đèn cảnh báo cho biết Thiên Chúa đã bị xô ra ngoài. Chính lúc bạn đặt người vào lại trung tâm, bình an sẽ lại đến với bạn. Kinh Thánh nói, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.
tính cách đời tôi sẽ là gì? Đây là câu hỏi về người môn đệ. Bạn sẽ là người như thế nào? Thiên Chúa quan tâm đến con người, bạn hơn công việc của bạn. Hãy nhớ, bạn sẽ đi vào vĩnh cửu với các đức tính của mình, chứ không phải với nghề nghiệp. Hãy liệt kê các đức tính bạn muốn sống và phát huy trong đời. Bạn có thể bắt đầu với những hoa trái của Thánh Thần hoặc các mối phúc thật. Thánh Phêrô nói, chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ. Có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Đừng nản lòng bỏ cuộc khi vấp ngã, phải mất cả đời để kiện toàn một nhân cách nên giống Đức Kitô. Thánh Phaolô nói với Timôthê, anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy, hãy kiên trì trong việc đó. Đâu là phần đóng góp của cuộc đời tôi? Đây là câu hỏi về việc phục vụ. Đâu là sứ vụ của bạn trong thân thể Đức Kitô? Khi đã biết sự kết hợp của ân thánh, tấm lòng, khả năng, nhân cách và kinh nghiệm shape của mình, thì đâu là vai trò thích hợp với bạn nhất trong gia đình Thiên Chúa? Bằng cách nào bạn có thể làm được một điều gì đó mới mẻ? Có một nhóm đối tượng đặc biệt nào đó trong thân thể Đức Kitô dành cho việc phục vụ của tôi không? Thánh Phaolô chỉ ra hai lợi ích lớn lao khi bạn hoàn thành sứ vụ. Việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Nên biết rằng, đang khi bạn được tạo dựng để phục vụ những người khác, thì ngay cả với Đức Giê-xu, Ngài cũng không đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người trên trần gian này được. Bạn phải chọn đối tượng để có thể phục vụ hiệu quả nhất trên căn bản định dạng của mình. Bạn phải tự hỏi, tôi ước ao phục vụ thành phần nào nhất? Đức Giê-xu nói, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Mỗi người trong chúng ta mang lại những hoa trái khác nhau. Đời sống tôi tự nó nói lên điều gì? Đây là câu hỏi về sứ mệnh của bạn đối với những người chưa tin. Tuyên ngôn sứ mệnh của bạn là một phần tuyên ngôn mục đích sống. Nó bao hàm việc bạn cam kết chia sẻ chứng từ của mình và chia sẻ tin mừng cho những người khác. Bạn cũng nên liệt kê những bài học cuộc sống và những niềm say mê đạo đức mà bạn cảm thấy Chúa ban cho bạn để bạn chia sẻ cho thế giới. Khi lớn lên trong Đức Kitô, Thiên Chúa có thể ban cho bạn một nhóm người đặc biệt nào đó để bạn tiếp cận. Đừng quên thêm điều đó vào tuyên ngôn. Nếu là bậc cha mẹ, một phần của sứ mệnh của bạn là nuôi dạy con cái biết Đức Kitô, giúp chúng biết mục đích sống và phái chúng đi thi hành sứ mệnh trong thế giới. Bạn có thể đưa tuyên ngôn của Giô-suê vào tuyên ngôn của mình. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta phải đi đôi với sứ điệp chúng ta loan truyền. Trước khi phần lớn những người chưa tin chấp nhận Kinh Thánh như một cái gì có thể tin, họ muốn thấy chúng ta là những người đáng tin. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao xứng với tin mừng của Đức Kitô. Đâu là cộng đoàn của tôi? Đây là câu hỏi về tình thân ái. Làm sao chứng tỏ bạn cam kết dấn thân cho các tín hữu và liên kết với gia đình Thiên Chúa? Bạn sẽ thi hành lệnh truyền yêu thương lẫn nhau với các Kitô hữu khác ở đâu? Bạn sẽ là thành viên của cộng đoàn nào? Càng trưởng thành, bạn càng yêu mến và muốn hy sinh cho thân mình Đức Kitô. Kinh Thánh nói, Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Bạn cần bày tỏ tình yêu của bạn dành cho hội thánh Chúa trong tuyên ngôn của mình. Khi suy nghĩ để trả lời các câu hỏi này, bạn hãy đưa vào những câu Kinh Thánh phù hợp với từng mục đích. Có rất nhiều câu Kinh Thánh trong sách này. Có thể bạn phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thảo ra tuyên ngôn mục đích cuộc sống theo ý mình. Hãy cầu nguyện, suy nghĩ về nó
bàn bạc với bạn bè và suy niệm lời Chúa. Có thể bạn phải viết đi viết lại nhiều lần trước khi hoàn chỉnh bản chính thức. Dẫu vậy, với thời gian, bạn cũng có thể thay đổi đôi chút khi Chúa cho bạn hiểu biết sâu xa hơn về con người mình. Nếu bạn muốn xem qua một vài tuyên ngôn mẫu của những người khác, hãy gửi thơ cho tôi. Bên cạnh việc viết một tuyên ngôn chi tiết mục đích sống thì thật hữu ích khi bạn chỉ có những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ và gây phấn khởi nhằm tóm tắt 5 mục đích đời mình. Nhờ đó bạn có thể nhắc nhở mình mỗi ngày. Vua Salomon khuyên: vì khi con giữ những lời ấy trong tâm khảm và sẵn sàng nói hết ra ngoài miệng thì thật là vui thú dường nào. Đây là một vài ví dụ. Mục đích đời tôi là thờ phượng Đức Kitô hết lòng, phụng sự Ngài với cả con người tôi, sống thân ái với gia đình Ngài, trưởng thành nên giống Ngài và hoàn thành sứ mệnh của Ngài trong thế giới để Ngài được vinh hiển. Mục đích đời tôi là trở nên thành phần của gia đình Đức Kitô, làm gương về các nhân đức của Ngài, một người trao ban ân huệ của Ngài, một sứ giả của lời Ngài và một người ca tụng vinh quang Ngài. Mục đích đời tôi là yêu mến Đức Kitô, lớn lên trong Đức Kitô, chia sẻ Đức Kitô, phục vụ Đức Kitô qua hội thánh Ngài và hướng dẫn gia đình tôi và những người khác cùng làm công việc đó. Mục đích đời tôi là dấn thân hết mình cho lệnh truyền cao cả và sứ vụ cao cả. Mục đích đời tôi là nên giống Đức Kitô. Gia đình của tôi là hội thánh. Sứ vụ của tôi, sứ mệnh của tôi, động lực của tôi là vinh quang Chúa. Bạn có thể thắc mắc, còn về ý muốn của Thiên Chúa đối với công việc của tôi, hôn nhân của tôi, hoặc nơi tôi sinh sống, nơi tôi học hành thì sao? Thành thực mà nói, đây chỉ là những vấn đề thứ yếu trong đời bạn. Và rất có thể đó là tất cả những gì nằm trong ý muốn của Thiên Chúa dành cho bạn. Điều hệ trọng nhất là chu toàn những mục đích đời đời của Thiên Chúa, bất luận bạn sinh sống ở đâu, làm việc ở đâu hoặc sẽ thành hôn với ai. Những quyết định đó phải phù hợp với các mục đích của bạn. Kinh Thánh nói, lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn. Hãy tập trung vào những mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn. Đừng tập trung vào những kế hoạch bạn có. Vì những mục đích của Thiên Chúa là những gì tồn tại mãi mãi. Đã một lần, tôi nghe người ta đề nghị rằng hãy xây dựng tuyên ngôn mục đích sống của mình dựa trên những gì bạn mong người ta nói về bạn trong ngày bạn được an táng. Thử tưởng tượng những lời khen ngợi ấy và xây dựng tuyên ngôn của mình trên đó. Thành thật mà nói, đó là một dự định vô bổ. Và cuối đời chẳng có gì quan trọng với những điều người ta nói về bạn. Điều quan trọng nhất là những gì Thiên Chúa nói về bạn. Kinh Thánh nói, Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày kia Thiên Chúa sẽ xem xét các câu trả lời của bạn về những câu hỏi này. Bạn có đặt Đức Giêsu ở trung tâm đời mình không? Bạn có trau dồi các nhân đức của Ngài không? Bạn có cống hiến đời mình để phục vụ kẻ khác không? Bạn có thông truyền sứ mệnh Ngài giao và hoàn tất sứ mệnh của Ngài không? Bạn có yêu mến và dự phần trong gia đình Ngài không? Chính các vấn đề này mới đáng kể. Như Thánh Phaolô đã nói, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi. Thiên Chúa muốn dùng bạn. Khoảng 30 năm trước, tôi lưu ý đến một câu nhỏ trong sách Công vụ Tông Đồ, chương 13 câu 36a, vốn đã thay đổi mãi mãi hướng đi đời tôi. Dù chỉ có vài chữ, nhưng như một dấu ấn của một thanh sắt nung lửa, cuộc đời tôi vĩnh viễn được đánh dấu với dòng chữ này. Thế mà vua David, sau khi phục vụ Thiên Chúa trong đời ông, đã an nghỉ. Giờ thì tôi hiểu tại sao Thiên Chúa gọi David là một người đẹp lòng ta. David
đã trao hiến cả đời mình để hoàn thành những mục đích của Thiên Chúa trên trần gian. Không có một văn bia nào tuyệt vời hơn nhận xét đó. Thử tưởng tượng trên bia mộ của bạn, người ta sẽ khắc: một người đã phục vụ những mục đích của Thiên Chúa trong thế hệ mình. Tôi cầu nguyện cho bạn và tôi cũng được người ta nói như thế khi chúng ta chết. Đó là lý do tôi viết cho bạn cuốn sách này. Cụm từ này là định nghĩa ưu việt của một đời sống tốt đẹp. Bạn xây dựng vĩnh cửu và vô biên mục đích của Thiên Chúa trong cái tạm thời và giới hạn thế hệ của bạn. Đó là tất cả những gì cuộc đời được định hướng có mục đích nhắm đến. Các thế hệ đã qua cũng như các thế hệ sẽ đến không thể phục vụ Thiên Chúa trong thế hệ này. Chỉ chúng ta mới có thể làm được điều đó. Như trường hợp của Esther, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn vì thời buổi như thế này. Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm tuyển dụng nhiều người. Kinh Thánh nói: bởi vì Đức Chúa đưa mắt rào khắp hoàn cầu để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với người. Bạn có trở nên người mà Thiên Chúa có thể dùng cho mục đích của người không? Bạn sẽ sẵn sàng phục vụ mục đích của người trong thế hệ của bạn không? Thánh Phaolô đã sống một cuộc đời có định hướng. Ngài nói: vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Lý do duy nhất để sống của Ngài là hoàn tất những mục đích Thiên Chúa dành cho mình. Ngài nói: đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Thánh Phaolô không sợ sống cũng chẳng sợ chết. Dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn hoàn thành những mục đích của Thiên Chúa. Ngài không bỏ cuộc. Ngày kia lịch sử sẽ khép lại, nhưng cõi đời đời sẽ tồn tại mãi mãi. William Carey nói: tương lai sẽ ngời sáng như những lời hứa của Thiên Chúa. Khi việc hoàn thành mục đích của bạn xem ra khó khăn, đừng bỏ cuộc hay nản lòng. Hãy nhớ đến phần thưởng của bạn, cái sẽ tồn tại muôn đời. Kinh Thánh nói: một chút gian truân trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó, tất cả chúng ta đứng trước ngai Thiên Chúa để tường trình cuộc sống của mình trong niềm biết ơn sâu xa và ngợi khen Đức Chúa. Cùng nhau chúng ta sẽ nói: lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa vì kế hoạch của Người và sống cho những mục đích của Người mãi mãi. Ngày 40, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: sống theo mục đích là cách duy nhất để sống đích thực. Câu Kinh Thánh để nhớ: thế mà vua David, sau khi phục vụ Thiên Chúa trong đời ông, đã an nghỉ. Câu hỏi để nghiền ngẫm: khi nào tôi mới dành thời giờ để viết ra những câu trả lời cho 5 câu hỏi quan trọng của cuộc đời tôi? Khi nào tôi mới viết ra mục đích sống của mình? Hãy lắng nghe thanh âm tươi đẹp và cùng chung xây vườn sách mới cho mỗi người. Vườn xanh audiobook, sách nói cho mọi người.